vị đang đến với phần 2 của chương trình Giờ Cá Sổ trên kênh truyền hình FBC. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật trong nước và trên thế giới. Mở đầu sẽ là phần tin trong nước, thưa quý vị. Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ Tài chính cũng như là Văn phòng Chính phủ công khai trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính danh sách 730 doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán. Cùng với đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần cần yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương đăng ký giao dịch niêm yết trên sàn chứng khoán khi đủ điều kiện trong thời hạn 1 năm kể từ ngày IPO. Việc doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ gây ra nhiều tiêu cực tới thị trường như là phát sinh tranh chấp liên quan đến chuyển nhượng cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng. Ngoài ra thì doanh nghiệp chậm đưa cổ phiếu lên sàn còn khiến cho việc đấu giá cổ phần tại các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa trở nên kém hấp dẫn, đặc biệt là trong việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài, ảnh hưởng đến nguồn thu của nhà nước. Ngoài ra đối với bản thân của doanh nghiệp, việc chậm giao dịch niêm yết sẽ không minh bạch được tình hình tài chính và không có cơ chế giám sát hiệu quả việc quản trị hoạt động của doanh nghiệp. Hiện tại thì Bộ Tài chính vẫn đang tiếp tục tổng hợp danh sách các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch niêm yết trên sàn chứng khoán để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó thì từ thông tin công khai này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng sẽ xử phạt đơn vị chậm niêm yết nếu không có lý do chính đáng. Ngày 17 tháng 7 vừa qua đã là hạn chót để các thành viên của thị trường chứng khoán gửi ý kiến đóng góp về dự thảo quy chế về hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán và bù trừ thực hiện chứng quyền có bảo đảm gọi tắt là CW về Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Dự kiến chậm nhất vào tháng 9 tới đây thì sản phẩm chứng quyền có bảo đảm đầu tiên sẽ được niêm yết cũng như là giao dịch trên sàn HOSE. Theo quy định tại thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 vừa qua, thì chứng quyền có bảo đảm là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành. Nhà đầu tư sẽ trả một khoản phí để sở hữu loại chứng quyền này và có quyền mua hoặc bán chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo mức giá đã được xác định trước, tại hoặc trước thời điểm đã được ấn định, hoặc được nhận một khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá chứng khoán cơ sở tại thời điểm thực hiện. Chứng quyền có đảm bảo có thể được phát hành trên nhiều chứng khoán cơ sở khác nhau, chẳng hạn như là cổ phiếu đơn lẻ, chỉ số chứng khoán, ETF, v.v. Sau khi niêm yết thì tất cả hoạt động giao dịch của loại chứng quyền này sẽ được quản lý, giám sát và hướng dẫn bởi Sở Giao dịch và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thưa quý vị. Vừa qua thì tập đoàn Hòa Phát có mã chứng khoán là HBG đã công bố kết quả kinh doanh cho nửa đầu năm 2017. Theo đó, riêng trong quý 2 vừa qua, tập đoàn này đã đạt doanh thu là 10.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.530 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 thì Hòa Phát đạt doanh thu là hơn 21.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là hơn 3.470 tỷ đồng. Tăng trưởng lần lượt là 36% và 14% so với cùng kỳ năm 2016. Tăng trưởng của tập đoàn này được cho là do thị trường thép xây dựng và ống thép trong đầu năm nay đã hưởng lợi từ sự sôi động của ngành bất động sản cũng như là hạ tầng giao thông. Theo báo cáo, thị phần thép xây dựng của Hòa Phát đã tăng mạnh từ 22,2% lên 24% chỉ trong 6 tháng đầu năm nay. Mảng ống thép thị phần của Hòa Phát cũng nâng lên mức là 26,57%. Bên cạnh đó thì hiện Hòa Phát cũng phát triển có những cái kết quả nhất định trong lĩnh vực nông nghiệp như là thức ăn chăn nuôi heo, bò Úc theo công nghệ cao. Khi mà 6 tháng đầu năm 2017 thì mảng này đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng cho doanh thu của tập đoàn. Năm 2017 thì tập đoàn này đặt kế hoạch doanh thu là 38.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là gần 6.000 tỷ đồng. Công ty cổ phần bia Sài Gòn miền Trung có mã chứng khoán là SMB vừa công bố báo cáo tài chính tổng hợp cho quý 2 năm 2017. Theo đó, trong quý 2 vừa qua thì doanh thu của bia Sài Gòn miền Trung đạt gần 254 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế công ty đạt 33,4 tỷ đồng, tăng trưởng đột biến gần 43% so với quý 2 năm 2016. EPS đạt khoảng 1.120 đồng cho một cổ phiếu. Đạt được kết quả kinh doanh tích cực như vậy là do sản lượng tiêu thụ bia các loại trong quý 2 vừa qua của công ty đã tăng 2,03 triệu lít so với cùng kỳ năm 2016. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của quý 2 vừa qua cũng đã giúp doanh thu kéo lại phần lợi nhuận bị suy giảm trong quý 1. Do đó, mà lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2017 của công ty tăng nhẹ so với trước, xấp xỉ là 42,3 tỷ đồng, thưa quý vị.
Tổng công ty xây dựng số 1 có mã chứng khoán là CC1 vừa nhận quyết định chấp thuận lên sàn Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Theo đó, 110 triệu cổ phiếu của Tổng công ty xây dựng số 1 sẽ chính thức giao dịch trên Upcom từ ngày 20 tháng 7 tới đây với giá khởi điểm là 14.200 đồng cho một cổ phiếu. Một năm trước đây thì Tổng công ty xây dựng số 1 đã thực hiện thành công đợt bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng với kết quả 7 cá nhân trúng giá mua toàn bộ hơn 14 triệu cổ phiếu của Tổng công ty xây dựng số 1 với mức giá bình quân là 14.200 đồng cho một cổ phiếu, cao hơn 3.900 đồng so với giá khởi điểm. Năm 2016 thì Tổng công ty xây dựng số 1 đạt doanh thu thuần là hơn 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là hơn 211 tỷ đồng. Tiếp theo mời quý vị hãy cùng điểm qua những diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán của Mỹ diễn biến lình xình trong phiên giao dịch ngày đầu tuần. Hầu hết các nhà đầu tư thì đều đang chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của các công ty sẽ được công bố trong tuần này. Các phiên chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số Standard & Poor's 500 đi ngang. Trong khi đó thì chỉ số Nasdaq cũng chỉ tăng nhẹ. Chỉ số Russell 2000 cũng chạm mức cao mới kể từ ngày 9 tháng 6 cho tới nay. Không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào được công bố trong phiên giao dịch ngày đầu tuần. Trên Standard & Poor's 500 thì nhóm ngành chăm sóc sức khỏe đã giảm điểm nhẹ. Trong khi đó cổ phiếu của Home Depot lại hỗ trợ cho đà tăng điểm nhẹ của chỉ số Nasdaq trong phiên. Trong tuần này, dự kiến các doanh nghiệp lớn chẳng hạn như là ngân hàng Goldman Sachs, ngân hàng trung ương của Mỹ, hãng Microsoft và eBay cũng sẽ công bố báo cáo tài chính quý 2 của mình. Theo hãng thông tin tài chính SB Capital IQ, thì dự báo tổng thu nhập của các công ty niêm yết dự kiến sẽ tăng 6,2% trong quý 2 năm nay và thị trường chứng khoán của Mỹ có thể sẽ tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới. Giá dầu trong phiên giao dịch ngày đầu tuần thì cũng giảm nhẹ. Đến với những thông tin về thị trường chứng khoán châu Á, thưa quý vị, thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch thứ ba ngày 18 tháng 7. Giá nhà mới tại Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh trong tháng 6 vừa qua. Các phiên chỉ số Nikkei của Nhật Bản và chỉ số AS 200 của Úc giảm lần lượt là 0,59 và 1,18%. Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc và chỉ số Shanghai của Trung Quốc thì tăng lần lượt là 0,04 và 0,33%. Theo số liệu vừa công bố thì giá nhà mới tại Trung Quốc trong tháng 6 vừa qua tăng đến 10,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên con số này thì có giảm nhẹ so với mức tăng 10,4% vào tháng 5 vừa qua. Hiện tại thì chính phủ nước này đang thực hiện nhiều nỗ lực để có thể kìm hãm được sự tăng giá nhanh chóng của bất động sản, đặc biệt là tại các thành phố lớn ở Trung Quốc. Liên quan đến thông tin của các doanh nghiệp, cổ phiếu của nhà phát triển bất động sản Sunat của Trung Quốc tiếp tục giảm 10,47% trong phiên giao dịch ngày 18 tháng 7 sau khi đã giảm đến 13% trong phiên trước đó. Nguyên nhân là do mối lo ngại của các nhà đầu tư về việc các ngân hàng tại Trung Quốc đang xem xét rủi ro tín dụng dành cho bất động sản. Tập đoàn Toshiba của Nhật Bản cho biết thương vụ bán mảng bộ nhớ của tập đoàn này có thể sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2018. Cổ phiếu của Toshiba tăng gần 12% trong phiên giao dịch. Trong khi đó, tập đoàn Samsung của Hàn Quốc cũng vừa công bố kế hoạch hợp tác với nền tảng thanh toán PayPal. Theo đó, cho phép người tiêu dùng có thể sử dụng hệ thống Samsung Pay tại Mỹ và một số nước khác. Cổ phiếu của Samsung tăng 0,24%. Trên thị trường năng lượng thì giá dầu có xu hướng tăng với giá dầu Brent tăng 0,19%, còn giá dầu thô của Mỹ cũng tăng 0,12%. Tuy nhiên đều giao dịch dưới mốc 50 đô la Mỹ một thùng. Tiếp theo sẽ là một thông tin liên quan đến thương vụ bán mảng bộ nhớ của tập đoàn Toshiba. Trước việc công ty Western Digital nộp đơn kiện lên tòa án tối cao tại San Francisco của Mỹ để ngăn chặn thương vụ hãng điện tử Toshiba bán mảng bộ nhớ với giá 18 tỷ đô la Mỹ, thì mới đây tòa án tối cao tại San Francisco đã đưa ra kết luận rằng Western Digital không có quyền ngăn cản thương vụ trên. Trước đó thì Toshiba đã rao bán mảng bộ nhớ của mình để có thể có tiền bù đắp cho những tổn thất từ hoạt động sản xuất lò phản ứng hạt nhân thua lỗ gây ra. Và vào cuối tháng 6 vừa qua thì Toshiba đã thông báo lựa chọn được nhà thầu thích hợp, đó là một nhóm gồm một quỹ đầu tư, nhà sản xuất chip hack của Hàn Quốc là SK Hynix và chính phủ Nhật Bản. Tuy nhiên ngay sau đó thì Western Digital đã kiện Toshiba với lý do là Western Digital là liên doanh của Toshiba. Vì vậy thương vụ trên cần có sự đồng ý của Western Digital. Hiện tại thì Western Digital đang hỗ trợ tài chính cho các nhà máy của Toshiba đổi lại lấy một số sản phẩm mà Western Digital cần thiết. Mặc dù bác bỏ yêu cầu của Western Digital, tuy nhiên tòa án tối cao tại San Francisco cũng yêu cầu Toshiba phải thông báo cho Western Digital 2 tuần trước khi thực hiện thương vụ trên.
mặc dù đồng ý với quyết định của tòa án tối cao tại San Francisco. Tuy nhiên, phía Toshiba cho rằng Toshiba là một công ty của Nhật Bản và thỏa thuận này đang diễn ra chủ yếu ở Nhật Bản. Vì vậy, tòa án tối cao tại San Francisco của Mỹ không có thẩm quyền để xử lý vụ việc trên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của chương trình. Mời quý vị hãy cùng tiếp tục giữ kênh FBNC để đến với phần bình luận về những cổ phiếu nổi bật.